Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On trong tháng 7 này chơi gì. Giờ đã qua tháng 6 và những dư âm của E3 năm nay cũng đã lắng xuống. Chúng ta tạm thời gác lại sự trông đợi Elden Ring hay Zelda Breath of the Wild 2 sang một bên. Hãy nghĩ về những gì gần trước. Ví dụ, nhưng ngay tháng 7 này thôi cũng đã có khối game mới được phát hành và chắc chắn là bạn không nên bỏ lỡ. Còn chần chờ gì nữa? Game On! Mở đầu cho một tháng 7 nóng nực, chúng ta sẽ có một tựa game bay trên bầu trời và phơi nắng mang tên Black Skylands dành cho PC. Đây là một trò chơi mang phong cách bắn súng góc nhìn top down với thiết kế pixel ngộ nghĩnh. Nếu nhìn qua thiết kế và cách chơi thì ta có cảm giác có một chút gì đó giống Enter the Gungeon. Tuy nhiên, bạn không phải truy xuống hầm ngục mà sẽ được lái thuyền bay trên không, bắn nhau với đám cướp biển ở trên trời, hoặc gọi một cách bớt ngu nghếch hơn thì là không tặc, xây dựng căn cứ trên các đảo bay trôi nổi. Game cũng đưa vào một cốt truyện đơn giản cho bạn vào vai Eva lên đường đi trả thù cho cha sau khi ông bị giết bởi đám cướp có vũ trang có tên Kane's Falcon. Trong chuyến hành trình đó, Eva sẽ đi khám phá thế giới rộng lớn của Black Skylands cùng thành trì vững chắc là chiếc tàu của mình. Ngoài những cuộc chiến bảo vệ tàu, game cũng có những pha combat trên mặt đất và bạn cũng có thể tùy chỉnh vũ khí, nâng cấp tàu chiến, xây dựng căn cứ, v.v. và v.v. Game dự kiến sẽ cho ra mắt phiên bản Early Access trên Steam vào ngày 9 tháng 7 tới, bao gồm một nửa nội dung của game hoàn thiện. Sau sự thành công của Monster Hunter World cùng Monster Hunter Rise trên Switch, series game của Capcom lại tiếp tục cho ra mắt một phần mới của Monster Hunter Stories có tên Wings of Ruin dành cho PC và Nintendo Switch. Một điểm đặc biệt ở phiên bản Monster Hunter Story 2 Wings of Ruin đó là phong cách đồ họa và thiết kế nhân vật mang đậm chất JRPG, khác hẳn so với phần World and Rise gần đây. Vẫn sẽ đi chu du khắp thế giới của những loài quái vật lạ lùng, bạn sẽ được gặp lại những hình mẫu đã trở thành biểu tượng như Rathalos hay Diablos. Bên cạnh đó là đúng như cái tên của nó, Wings of Ruin sẽ mang nặng cốt truyện chứ không chỉ tập trung vào săn lùng quái vật. Đây chắc chắn sẽ là một tựa game không thể thiếu đối với các fan của Monster Hunter, và hiện tại thì bạn cũng đã có thể pre-order trên Steam hoặc Nintendo eShop. Bạn sẽ nghĩ gì nếu như siêu sao bóng rổ LeBron James sẽ lập team với các nhân vật trong thế giới hoạt hình để thi đấu? Nghe rất vô lý đúng không? Nhưng đó sẽ trở thành sự thật, vì bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 tới thì bộ phim Space Jam A New Legacy với nội dung chính y như mình vừa mô tả sẽ được khởi chiếu ở khắp các rạp trên thế giới. Và một chiến dịch lên ý tưởng làm game với chủ đề như vậy đã được khởi động từ lâu nhằm quảng bá cho bộ phim. Trước khi chính thức chiếu tại rạp, vào ngày 15 tháng 7 thì Space Jam A New Legacy The Game sẽ được tung ra cho PC cũng như Xbox One, vừa để tổng hợp lại những ý tưởng game đã tham gia vào chiến dịch trước đó, vừa để marketing phim. Vì là một game để marketing nên nó cũng sẽ được tung ra miễn phí trên cửa hàng của Microsoft. Rõ ràng là nó phải miễn phí rồi, chứ không mình thề là nếu game này mà còn phải bỏ tiền mua thì dẹp hết việc đi xem phim ở rạp đi. Tiếp theo, vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chúng ta sẽ có sự ra mắt của tựa game Tribes of Midgard. Có thể nói rằng chỉ cần một cái nhìn thôi thì chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên Van Hê mà, vì nó thực sự mang phong cách rất giống với tựa game này. Cũng là những phiến đá cổ, những ký tự rune phức tạp, cũng là những Viking và âm hưởng của thần thoại Bắc Âu, những con quái vật mang nhiều tính biểu tượng. Bạn cũng sẽ phải đi thu lượm, nhặt nhạnh, chế tạo đồ đạc, chế tạo vũ khí, xây nhà, chiến đấu với những sinh vật bóng tối, v.v. và v.v. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Tribes of Midgard so với Vanheim đó là thiết kế thế giới cũng như nhân vật màu sắc rực rỡ, gameplay góc nhìn top down, và hơn nữa là nhân vật của bạn còn có khả năng nhận điểm kinh nghiệm, lên level, mở khóa sử dụng những kỹ năng chiến đấu mới. Cảm giác của mình khi nhìn vào trailer của game đó là game sẽ chia thành từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là game sinh tồn, giai đoạn sau là game hành động nhập vai, và giai đoạn endgame thì là game thời trang. Sau video chơi game Mark vừa rồi thì có lẽ đây sẽ là một cái tên nữa để chúng ta so sánh. Và như nhiều bạn có comment rằng chỉ là game vui, game đùa thôi, sao phải chê, thì rõ ràng phải minh bạch một điều: game để chơi mà, thì phải được chơi cho đã chứ. Chính vì vậy, hãy thử Tribes of Midgard để xem nó có đã hay không nhá. Cuối tháng này chúng ta có The Ascent, một game action shooter RPG mang phong cách thế giới cyberpunk. Khi nhìn qua gameplay của The Ascent thì rõ ràng dạng game bắn súng top down này đã có khá nhiều game được tạo ra. Nhưng liên tưởng dễ nhất đó là game Runner, lai với một chút của Alien Shooter. Game được thiết kế để chơi đơn hoặc bạn cũng có thể chơi co-op cùng bạn bè trên chung một máy và online.
Không chỉ vậy, thế giới trong The Ascent cũng được tạo nên một cách chi tiết, mang phong cách hậu tận thế, cyberpunk và có cả quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm. Bạn sẽ được trải nghiệm những pha hành động dồn dập, bắn súng, né đạn và thậm chí là cả đánh boss căng thẳng. Game cũng có phần cốt truyện được đầu tư và âm nhạc được làm vô cùng chất, có thể làm thỏa mãn được cả những ai khó tính. The Ascent sẽ được ra mắt vào ngày 30 tháng 7, nhưng hiện bạn đã có thể đặt mua trước trên Steam với mức giá ưu đãi giảm 10% là 659.000. Ngay trước The Ascent một ngày, một tựa game cũng khá được mong chờ mang tên Elder Souls. Có vẻ như bất cứ game nào mà cứ có chữ Souls trong tên thì đều nhận được một sự chú ý lớn cũng như một sự kỳ vọng cao. Tuy nhiên, Elder Souls có vẻ hơi khác một chút so với những gì ta tưởng tượng. Nó cũng mang phong cách Soul-like, cũng có chặt chém rồi né đòn, được đặt độ khó cao, tự tìm đường trong một thế giới mù mịt không có bản đồ, vân vân. Nhưng ta có thể thấy được ngay, đây là game với đồ họa pixel góc nhìn top-down từ trên xuống và lối chơi có phần nhanh và dồn dập. Hệ thống chiến đấu của game được xây dựng theo dạng bảng skill tree với nhiều điều mới lạ, cần thời gian làm quen. Có thể đối với những game thủ fan cứng của Dark Souls thì sẽ không thực sự thích hay hứng thú với tựa game này. Tuy nhiên, cũng sẽ có nhiều người yêu thích kiểu chiến đấu nhanh và dồn dập như thế. Và chắc chắn, đây sẽ là một tựa game mình mong muốn thử trải nghiệm. Tựa game có tên Little Devil Inside. Hold up, wait a minute. Devil. Devil. Về cơ bản, đã được dự kiến cho ra mắt trong tháng 7 này, nhưng hiện tại vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể. Đây là một trò chơi phiêu lưu hành động được phát triển và phát hành bởi Neo Stream Interactive dành cho tất cả mọi hệ máy, nhưng trước mắt sẽ là cho PC, PS4 và PS5. Phiên bản cho Xbox cũng như Switch sẽ được phát hành sau. Phong cách đồ họa của Little Devil Inside là một điểm nhấn thú vị, chắc chắn thu hút được nhiều sự tò mò. Lối chơi của game cũng được mô tả là thay vì việc bạn sẽ sống sót bao lâu trong một môi trường nhất định, thì sẽ là lên đường làm nhiệm vụ và sống sót trong suốt quá trình. Bạn sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý cũng như phương án kế hoạch cho những sự việc xảy ra bất ngờ trong game, ví dụ như thay đổi thời tiết hay là chạm trán quái vật. Dù chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng đừng lo vì Game On sẽ luôn cập nhật cho các bạn thông tin thêm qua những số Game On News hàng tuần. Những cái tên vừa rồi là các game nổi bật nhất trong tháng này mà chúng mình đã tổng hợp. Còn có nhiều tựa game khác nữa và hãy theo dõi ngay sau đây để xem có game nào lọt vào mắt bạn không nhé. Và đó cũng là kết thúc cho số tháng này chơi gì của ngày hôm nay.
Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.